Quý cô bác, anh chị thân mến, mình được Tử Vi thật là vui mừng khi được gặp lại quý cô bác, anh chị trong chuyên mục Tử Vi 12 con giáp mới nhất trên kênh Minh Đường Tử Vi ngày hôm nay. Lời đầu tiên, thay mặt cho ban biên tập chương trình, những người làm chương trình xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý cô bác, anh chị sức khỏe, hạnh phúc, bình an, gặp dự hóa lành, gặp hung hóa cát, tài lộc nở hoa, tình tiền viên mãn, giàu sang phú quý tới già. Và nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông ở phía bên dưới để được đón xem những video mới nhất mà ban biên tập chương trình Minh Đường Tử Vi đăng tải, cũng như là thấy nội dung video hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận. Kênh Minh Đường Tử Vi chân thành cảm ơn quý cô bác, anh chị. Và trong nội dung video ngày hôm nay mà ban biên tập chương trình Minh Đường Tử Vi đăng tải muốn gửi tới quý cô bác, anh chị, đó chính là nội dung như sau. Thần tài rót lộc đúng tháng 5, tháng 6 và tháng 7 âm lịch năm Giáp Thìn 2024. Giới tử vi nhận định chính xác 100% về tuổi Mậu Thân sinh năm 1968, được lộc thần tài, đổi đời đại gia, giàu hơn chúng số. Đầu tiên, đặc trưng tính cách và vận số cuộc đời của người tuổi Mậu Thân sinh năm 1968, nam nữ mạng. Tuổi Mậu Thân sinh năm 1968, mệnh thổ, đại trạch thổ, đất nhà lớn, khắc thiên thượng thủy, con nhà huỳnh đế, quan lộc, xương con khỉ, tướng tinh con lạc đà, cuộc đời được Phật Bà quan âm độ mạng. Nằm ở vị trí thứ 9 trong bảng xếp hạng 12 con giáp, Mậu Thân là những người thông minh, hiếu động, bản tính nghịch ngợm khiến họ hay gây rắc rối, thậm chí khiến người khác tổn thương dù mục đích ban đầu của họ tốt đẹp. Là người thông sáng, khôn ngoan, đa tài đa nghệ, ham học hỏi nhưng mau chán cả về công việc cũng như ham muốn, nên đừng đời có nhiều đổi thay, ngoại trừ họ sanh vào ban đêm của mùa thu đông, được hưởng nhiều phúc lộc, tránh được sóng gió của biển đời. Họ luôn là người đem đến niềm vui, tiếng cười cho mọi người xung quanh nhờ vào sự hài hước của mình. Trong đám đông, họ khá nổi bật, chính vì thế thu hút sự chú ý của mình bằng những câu chuyện cười thú vị, độc đáo. Mọi người yêu quý họ bởi sự thân thiện, cởi mở và hài hước. Mậu Thân giỏi trong cách giao tiếp, ứng xử và thuyết phục người khác, bởi vậy họ rất thích kết bạn và gặp gỡ những mối quan hệ mới. Nơi họ đến phải là những nơi ồn ào, náo nhiệt, đông vui nhộn nhịp, chứ không phải là một địa điểm vắng vẻ, yên tĩnh. Tuổi Mậu Thân khôn ngoan, trong những trường hợp cần thiết, họ sẽ không bao giờ làm những điều vô ích, không đem lại cho bản thân mình lợi lộc. Đôi khi có người cho rằng tuổi Mậu Thân thực dụng, nhưng chính họ cũng đã công nhận điều này. Tuổi Mậu Thân có thể thành công trên nhiều lĩnh vực, bởi ngay từ khi còn trẻ người này đã ham học hỏi, tiếp thu nhiều kiến thức bổ ích cho mình. Họ thích hợp làm việc độc lập hơn là tham gia vào tập thể. Họ biết phát huy những điểm mạnh và khắc phục những điểm yếu trong con người mình. Đó là lý do tại sao bạn thấy Mậu Thân thật hoàn hảo và thông minh. Họ suy nghĩ rất thực tế, luôn biết nắm bắt tận dụng những cơ hội hiếm hoi để đạt được thành công. Sự nhanh nhạy, con mắt nhìn xa trông rộng giúp Mậu Thân dễ dàng thành công trong những lĩnh vực kinh doanh như bất động sản, kinh tế, chính trị. Họ luôn đưa ra những phán đoán chính xác kịp thời để phát triển công việc làm ăn của mình. Mậu Thân dù trong trường hợp nào cũng giữ được thái độ hòa hợp của mình với công việc và mọi người xung quanh. Khi cảm thấy tinh thần mệt mỏi, Mậu Thân không bao giờ tỏ ra chán nản. Họ sẽ tạm ngưng công việc và nghỉ ngơi hợp lý để lấy lại tinh thần làm việc. Cũng bởi vậy mà sức khỏe của họ luôn ở trạng thái tốt nhất. Mậu Thân có nhiều ưu điểm giúp họ làm việc thuận lợi hơn. Đó là khả năng quan sát tinh tế, óc phân tích nhạy bén. Họ cũng giữ được thái độ bình tĩnh, không hề run sợ hay chán nản. Con đường phát triển sự nghiệp của Mậu Thân gặp nhiều may mắn. Họ biết cách tận dụng, nắm bắt thời cơ để đạt được thành công. Khi làm việc, người này rất tập trung, không có bất kỳ ai có thể làm họ dao động. Nếu bạn là Mậu Thân, bạn muốn thành công trong sự nghiệp và cuộc sống thì nên nhớ rằng không nên quá đắc chí hay tự cao tự đại về tài năng của mình. Thay vào đó là hãy học cách chia sẻ, lắng nghe người khác và làm việc tuân theo những nguyên tắc của cộng đồng. Điều đó sẽ giúp cho bạn được mọi người xung quanh yêu quý và gặt hái được nhiều thành công trong cuộc sống. Luận giải tử vi năm 2024 thấy rằng, đúng 3 tháng tới đây là tháng 5, tháng 6 và tháng 7 âm lịch, được đánh giá là khá bình lặng, ít sóng to gió lớn,
dường như bạn chưa tìm ra được hướng đi mới để bứt phá, cho nên chỉ có thể tiếp tục những công việc đã quá quen thuộc từ trước đến nay. Công việc quý mệnh cần chú ý tập trung cho nhiệm vụ của mình, chớ nên lơ là ở cả những công việc mình đã làm quen tay. Trong quá trình trao đổi, hợp tác với đồng nghiệp, bạn cũng nên hạ cái tôi của mình xuống nhé, để có thể lắng nghe ý kiến của mọi người. Còn nếu khăng khăng làm theo ý mình, bạn dễ vướng phải các lỗi sai. Tiền bạc chưa có gì thay đổi đáng kể, bạn chủ yếu duy trì được các nguồn thu của mình, nhưng nếu không cố gắng thì có thể trở nên thụt lùi nếu so sánh với các đối thủ. Hơn nữa, năm nay có thể xảy ra sự cố bất ngờ cần dùng đến tiền. Chính vì thế tử vi khuyên quý mệnh nên tiêu xài đúng mực, chú ý để dành một khoản tiền tiết kiệm phòng khi khẩn cấp nhé. Tình cảm, tình duyên chưa được như ý, do chịu ảnh hưởng của nhiều hung tinh, vợ chồng bạn thiếu sự đồng cảm chia sẻ, nên dễ nghi kỵ, mâu thuẫn vì những chuyện nhỏ nhặt. Nếu ai cũng giữ cái tôi của mình và không chịu xuống nước làm hòa, thì rất dễ tạo cơ hội cho kẻ thứ ba xuất hiện phá vỡ hạnh phúc. Sức khỏe dù không mắc bệnh tật nghiêm trọng, nhưng va quẹt bất ngờ có thể ập tới. Theo đó Mậu Thân nên đi đứng cẩn trọng, hạn chế đi xa vào các tháng tương xung với quý mệnh, như thế mới tránh được xui xẻo không đáng có. Sau đây là chi tiết các phương diện cuộc sống của Mậu Thân, sinh năm 1968 trong 3 tháng giữa năm, chi tiết cụ thể như sau. Về phương diện sự nghiệp, tử vi năm 2024 của 12 con giáp nhận định, Mậu Thân bước vào năm cuối của tam tai, nên sự nghiệp nhìn chung không có bước tiến triển rõ ràng trong thời gian này. Quý mệnh cần nhắc nhở mình cố gắng vươn lên, chớ đầu hàng nghịch cảnh hoặc tạm dừng những kế hoạch của mình, vì đến khi bắt đầu lại, bạn sẽ còn gặp phải nhiều trở ngại hơn. 3 tháng giữa năm 2024 này, quan hệ của quý mệnh với bạn bè đối tác không thực sự hài hòa. Đôi bên không những mâu thuẫn với nhau vì quan điểm đối lập mà còn vì lợi ích. Khuyên bạn đừng quá tham lam, nghĩ đến việc giành giật công lao của người khác, song cũng chớ nên quá hiền lành, nhu nhược để cho người khác chiếm mất cái lợi của mình. Trong quá trình làm việc chung, bạn cần hạ kết tôi của mình xuống và trao đổi với mọi người xung quanh nhiều hơn, chớ khăng khăng làm mọi việc theo ý của mình. Nếu biết phát huy sức mạnh của tập thể thì mọi việc sẽ trở nên dễ dàng và thuận lợi hơn. Còn nếu tập thể chia rẽ, ai làm việc của người ấy, thì dù có tài giỏi đến đâu thì cũng không thể một mình đương đầu hết mọi vấn đề. Vì công việc khó đạt được bước tiến nên quý mệnh cần phải tập trung củng cố vị thế của mình. Hãy làm thật tốt các nhiệm vụ được phân công, dù là công việc quen thuộc đi nữa cũng chớ nên lơ là, vì lơ là thì rất dễ bị để lại những hậu quả đáng tiếc. Nếu mà bạn không ngừng cố gắng thì đến một lúc nào đó sẽ lọt vào mắt của quý nhân. Hơn nữa, năm này cũng không chỉ là toàn những điều bất trắc, có một vài thời điểm trong năm cát tinh tử vi xuất hiện đem tới cho bạn những cơ hội quý giá. Quý mệnh cần có con mắt tinh đời để có thể nhanh chóng phát hiện và nắm bắt các thời cơ. Thậm chí dù chưa được thăng chức đi nữa, bạn vẫn có cơ hội tăng lương và thưởng nóng. Về phương diện tài lộc, tình hình tài chính của Mậu Thân cũng không có nhiều biến động. Trong 3 tháng giữa năm 2024 này, dù có tăng trưởng, cũng là tăng trưởng nhẹ, có thể chưa đạt được mục tiêu mà bạn đã đặt ra từ trước. Với người làm công ăn lương, thái độ làm việc chưa thực sự nhiệt tình, hơn nữa lại thường mâu thuẫn với đồng nghiệp, khiến cho bạn khó có thể được lãnh đạo đánh giá cao. Tuy nhiên, nếu biết thay đổi cách hành xử của mình và tập trung hơn vào nhiệm vụ, thì đến giữa năm, bạn vẫn sẽ nhận được một khoản tiền thưởng khá. Chuyện làm ăn kinh doanh tiến triển đều đều, nhưng nếu so với đối thủ, thì bạn có thể trở thành người thụt lùi. Và lời khuyên quý mệnh nên nhanh chóng đánh giá lại tình hình thị trường, tìm ra phương hướng phát triển phù hợp cho mình. Không thể dậm chân mãi ở những lĩnh vực quen thuộc, các dự án đầu tư kinh doanh quy mô lớn cũng có thể chưa thu được lời lãi ngay lập tức. Trong thời điểm này, bạn cần có một con mắt tinh đời để nhận ra đâu là điểm mình cần thay đổi, đâu là ưu thế mà mình cần phải kiên trì và giữ vững. Biết phát huy ưu điểm, bạn sẽ dần vượt lên trên đối thủ và khẳng định vị thế của mình. Chuyện chi tiêu cũng cần hết sức chú ý trong năm nay, do có hung tinh kiếp sát tác động, quý mệnh dễ vướng phải rắc rối, cần phải sử dụng tiền ngay lập tức. Vì thế trong việc chi tiêu cho đời sống hàng ngày, bạn cần phải cân nhắc, sử dụng tiền bạc hợp lý, chớ nên vung tay quá chán, rồi cuối cùng gặp chuyện cấp bách xảy ra, lại phải chạy vạy nợ nần người khác. Về phương diện tình cảm, gia đạo, do chịu ảnh hưởng của cục diện tự hình và hạn tam tai 2024, nên cũng khó lòng mà khởi sắc trong 3 tháng giữa năm này. Có đôi lúc bạn cảm thấy mệt mỏi, chán nản với cuộc sống của mình.
quan hệ vợ chồng liên tục xảy ra mâu thuẫn, trục trặc bởi đôi bên có những quan điểm bất đồng. Vì ai cũng đề cao quan điểm của cá nhân nên chẳng nghe lọt tai ý kiến của người còn lại. Nếu không chú ý hàn gắn thì cả hai sẽ tạo cơ hội cho kẻ thứ ba xuất hiện. Quý mệnh cần xác định điều gì là quan trọng nhất với mình, là lòng tự trọng hay là quan hệ với vợ chồng con cái. Hãy cân nhắc kỹ trước khi hành xử hoặc nói năng để tránh gây tổn thương cho người thân yêu nhất. Với người còn độc thân, dường như là bạn chưa sẵn lòng mở cửa trái tim cho người khác. Bạn sợ hãi những tổn thương quá khứ sẽ lặp lại trong tương lai, nên vẫn cứ mãi tiếp tục đời sống độc thân. Nhưng như vậy lại khiến cho bạn vô tình bỏ lỡ những cơ hội được tận hưởng hạnh phúc. Quý mệnh nên có cái nhìn tích cực hơn về chuyện tình cảm và về mọi người xung quanh mình. Hãy dũng cảm cho một người nào đó cơ hội, có thể là đối phương, là người giúp bạn bước qua được quá khứ. Về mặt sức khỏe, do tác động của hung tinh, Mậu Thân nên giữ gìn sức khỏe của mình. Khi tham gia giao thông hoặc khi lao động chân tay, bạn cần giữ đầu óc tỉnh táo, tránh làm việc khi mệt mỏi, kẻo có thể sẽ gây tai nạn đáng tiếc. Cuộc sống có nhiều áp lực, quý mệnh cần phải giải tỏa bằng cách tâm sự với người thân thiết đáng tin cậy hoặc là tham gia vào các hoạt động thể thao giải trí, hoạt động tập thể. Không nên giữ mọi chuyện ở trong lòng, điều này sẽ khiến cho Mậu Thân ngày càng trở nên căng thẳng hơn. Dù có bận rộn đến mấy thì cũng cần giữ gìn sức khỏe và duy trì một lối sống lành mạnh. Ở độ tuổi nào đi chăng nữa, bạn cũng không nên làm việc quá sức để khi đổ bệnh rồi thì lại phải tốn công, tốn tiền để chữa trị. Tiếp theo sau đây là vận trình tử vi chi tiết từng tháng và cẩm nang vượng vận dành riêng cho tuổi Mậu Thân sinh năm 1968 trong tháng 5, tháng 6 và tháng 7 âm lịch năm Giáp Thìn 2024. Đầu tiên là luận giải tử vi tuổi Canh Thân tháng 5 âm lịch 2024. Tuổi Mậu Thân âm lịch cho thấy bạn càng lạc quan thì càng có nhiều năng lượng để lùi những khó khăn xảy ra với bản thân trong thời gian này. Luận giải tử vi tháng của 12 con giáp âm lịch thì Mậu Thân nên tránh việc lãng phí dành thời gian cho những việc không quan trọng. Thay vào đó thì bạn phải thực sự mạnh mẽ đối mặt với mọi tình huống xuất hiện trong tháng này. Nguyệt lệnh lâm quan cho thấy tháng này bạn phải tự lực cánh sinh, không nhờ được sự giúp đỡ của ai. Thực ra thì chỉ cần ai đó hiểu và an ủi bạn là đã quá đủ rồi, vì không phải ai cũng có thể ngay lập tức hỗ trợ bạn khi cần. Tỷ Kiên xuất hiện lúc này dự báo mọi người không phải ai cũng ủng hộ những gì bạn đang thực hiện. Dù công việc này nghe có vẻ là hơi mơ hồ thì ít nhất bạn vẫn thích thú. Nếu có thể thì bạn hãy chia sẻ tầm nhìn của mình với người mà bạn có thể tin tưởng, người mà hoàn toàn không có liên đới gì với sự việc đang diễn ra trước mắt bạn. Sang tháng này ảnh hưởng của Tỷ Kiên cho nên sẽ gây ra những mệt mỏi, phiền não. Nhiều người là chủ doanh nghiệp đang gặp rắc rối liên quan đến tài chính. Bạn phải cân đo đong đếm kỹ càng với khoản tiền mặt đang có để có thể đảm bảo nguồn thu chi cho công ty. Bên cạnh đó thì người làm công ăn lương khá an toàn. Nhiều người hiểu rõ tình hình trong thời điểm hiện tại, thế nên khả năng tự bảo vệ của cải trong tháng mới của bạn cần được củng cố. Thời gian này, Mậu Thân cũng nên thận trọng với những lời mời chào. Nếu mà có người bạn nào đó đưa ra những lời đề nghị cộng tác làm ăn, hoặc đơn giản là họ có một kế hoạch kiếm tiền rất là thú vị và muốn bạn hợp sức, thì bạn cũng cần phải cân nhắc kỹ càng. Vận trình tình cảm không thực sự suôn sẻ. Khi con giáp tuổi này có phần ích kỷ hơn, bạn chỉ tập trung vào các lợi ích của chính mình, không muốn mất mát một chút nào cả, chỉ muốn có nhiều thêm mà thôi. Thời gian này được dự báo là căng thẳng giữa hai người có thể xảy ra nhiều hơn. Đối phương thường xuyên tỏ ra nóng nảy, cáu giận vì họ không đồng cảm với một số quyết định của bạn. Bát Bạch bay về phương chính nam, phụ nữ trong gia đình có thể bất hòa gây chia rẽ nội bộ, khiến bầu không khí trong nhà sẽ căng thẳng hơn. Tuy nhiên, bạn nên nhớ rằng khi mà hai người đã là người một nhà thì điều quan trọng là có những cách thức để gia đình mình thêm vui vẻ và hạnh phúc, chứ không phải là cố gắng tranh giành phần thắng thu về cho mình. Quý mệnh cũng cần quan tâm nhiều hơn tới khía cạnh sức khỏe của mình lúc này. Ngoài ra thì nếu có điều kiện để thăm nom, chăm sóc người bệnh thì nên dành chút thời gian và công sức trong thói quen hàng ngày. Quý mệnh Mậu Thân cũng chớ nên ăn quá nóng hay là quá lạnh, vì cả hai đều không tốt cho sức khỏe. Chỉ nên ăn với độ ấm vừa phải sẽ tốt cho bộ máy tiêu hóa của bạn. Ngoài ra thì cũng không nên ăn đồ quá mặn, quá ngọt, quá cứng, nên bổ sung nước thường xuyên, không cần phải đợi khát thì mới uống. Về cẩm nang vượng vận, quý nhân là tuổi Thìn và tuổi Mão, tiểu nhân là tuổi Ngọ và tuổi Tuất. Màu sắc may mắn là màu đen và màu vàng,
con số phát lộc là số 67 và số 75. Tử vi tuổi Mậu Thân, tháng 6 âm lịch 2024. Tháng này mang tới nhiều tin tức tốt cho tuổi Mậu Thân, quý mệnh có được sự may mắn về sự nghiệp và các nguồn lực hỗ trợ. Mậu Thân nhớ sắp xếp mọi thứ có khoa học hơn để biết nên tập trung vào đâu. Các kế hoạch lâu dài đóng vai trò quan trọng trong tháng này, bạn nên hoạch định lại lối sống mà mình mong muốn, điều khiến cho mình hài lòng và không hài lòng là trong những nhiệm vụ đã qua. Nhờ thế mà bạn sẽ thoát khỏi những kỳ vọng quá lý tưởng và không bị thất vọng khi cuộc sống chẳng như ý. Bạn có thể giải quyết những vấn đề liên quan đến công việc, lấy lại quyền kiểm soát trật tự ban đầu mà mình mong đợi. Tuy nhiên, quý mệnh cũng đừng quá chủ quan khi thấy mọi việc diễn ra êm đềm, vì lúc này vẫn có âm sát xuất hiện cảnh báo Mậu Thân sẽ có kẻ âm thầm mưu hại bạn bằng trò đùa bịp. Do đó bạn phải đủ bản lĩnh để tránh xa những cám dỗ mà họ đã vẽ ra để hòng lừa được bạn. Lục bạch ngụ tại cung Đông Bắc cho thấy người mệnh này có điềm báo phát tài, dễ nhận được những cơ hội kiếm tiền không thể tin được. Bạn có thể thu nhiều lợi nhuận về cho mình. Ngũ hành tương sinh mang lại cơ hội kết nối, tìm kiếm lời khuyên, hỗ trợ để lên kế hoạch cá nhân hiệu quả. Hãy học cách khiêm tốn, tránh huy ênh hoang gây cho người khác. Cảm giác đây là giai đoạn cần phải giải quyết khủng hoảng tài chính, dàn xếp những khúc mắc trong hợp tác đầu tư, nên chú ý đến những nguy cơ tiềm ẩn về mặt vật chất để cuộc sống có sự chủ động. Tử vi tháng cho thấy thái âm cát tinh rất tốt cho nữ mệnh về vận trình tình duyên. Lúc này hứa hẹn sẽ có được nhân duyên an lành, tốt đẹp và dễ gặp được đối tượng như ý. Những cặp đôi mới cưới cần phải học cách giải quyết các vấn đề trong cuộc sống, cùng nhau tránh áp lực ảnh hưởng đến mối quan hệ. Bạn nên cân bằng giữa cảm xúc cá nhân và người xung quanh mình. Nhưng cũng đừng vì thế mà giấu đi những cảm xúc thật của chính mình. Những cặp vợ chồng có được thời gian ý nghĩa bên nhau, những bữa cơm gia đình đầm ấm giúp cả hai gắn kết tình cảm. Do đó dù bận thế nào cũng sắp xếp thời gian để trở về nhà sớm hơn. Ngũ hành tương sinh là cơ hội để quý mệnh thể hiện sức khỏe nhanh chóng. Nếu có mục tiêu nào về cân nặng hay là cải thiện vấn đề về tinh thần thì nên thiết lập sớm và hành động ngay nhé. Tập thể dục cũng là một cách thư giãn hiệu quả cho Mậu Thân. Thời gian này vì bạn sẽ cảm thấy thoải mái hơn khi vận động một bài thể dục nhẹ nhàng trước khi đi ngủ là điều lý tưởng nhất, đã kết thúc một ngày làm việc mệt mỏi của bạn đấy. Về cẩm nang vượng vận, quý nhân là tuổi Tỵ và tuổi Hợi, tiểu nhân là tuổi Ngọ và tuổi Thìn. Màu sắc may mắn là màu nâu và màu trắng. Con số phát lộc là số 18 và số 34. Cuối cùng là luận giải tử vi tháng 7 của Mậu Thân âm lịch. Tháng mới có thể có tiểu nhân quấy phá, nhưng bên cạnh đó vẫn có người hỗ trợ bạn. Do đó, những khó khăn sẽ không thể nào hạ gục ý chí của con giáp này. Khi xung quanh bạn luôn có người giúp đỡ kịp thời, dù trong hoàn cảnh nào cũng không được suy nghĩ một cách tiêu cực. Hãy nghĩ theo hướng mở và tập trung vào cách giải quyết vấn đề. Mọi việc sẽ diễn ra theo chiều hướng nào, hoàn toàn do cách bạn phản ứng với những sự việc xảy ra. Tháng có thực thần ghé thăm, nhờ đó mà Mậu Thân sẽ được hỗ trợ rất nhiều, cả về khía cạnh tinh thần lẫn tiền bạc. Quý mệnh lúc này đừng lo lắng rằng mình không đủ năng lực, chỉ cần nhờ tới người giỏi hơn về lĩnh vực đó là được, không cần phải nghĩ ngợi quá nhiều đâu. Có thể nói, năng lực cá nhân không hẳn là không được đánh giá cao, nhưng chắc chắn sẽ không thể sánh được với năng lực của tập thể. Các công việc đội nhóm sẽ gặt hái được nhiều thành tựu nếu mà bạn tìm được mảnh ghép thích hợp cho tập thể. Vận trình tài lộc của Mậu Thân trong tháng đang có dấu hiệu tăng tiến. Dưới sự che chở của ngũ hành tương sinh, khoản đầu tư của bạn trong 3 đến 6 tháng gần đây đã bắt đầu có lãi. Tuy mới chỉ thu về một khoản lợi nhuận nhỏ, nhưng mà về cơ bản đều chứng tỏ rằng bạn đã đi đúng hướng. Muốn tài lộc tăng tiến hơn nữa thì cần phải nỗ lực nhiều hơn. Với người làm công ăn lương, nếu cảm thấy năng lực của bản thân được khẳng định sau một thời gian mà chưa được ghi nhận thì hãy tìm cách cải thiện. Nói cách khác, quý mệnh cần mạnh dạn bày tỏ ý kiến cá nhân. Nếu bạn cho rằng mức lương hiện tại không xứng với công sức bỏ ra, hoặc nếu có thể hãy đi bán tài năng sẵn có cũng là một cách để mở rộng thu nhập cho mình. Dù ở trường hợp nào cũng đừng để người khác dùng miễn phí khả năng của bạn nhé. Tử vi Mậu Thân tháng 7 âm lịch, dường như có ai đó đang xuất hiện làm náo động cuộc sống của mệnh chủ, nhưng may mắn đó là những thay đổi tích cực giúp cho bạn sắp xếp lại mọi thứ một cách khoa học và ý nghĩa hơn. Khi tam hợp xuất hiện cũng là cơ hội cao để người đang độc thân tìm thấy một nửa tâm đầu ý hợp trong thời gian này. Có thể bạn gặp người ấy ở trong các cuộc giao lưu họp nhóm, họp lớp, lớp học nhảy. Đời sống lãng mạn của Mậu Thân
đặc biệt thăng hoa khi bạn dùng sự sáng tạo tuyệt vời của mình để tạo ra những sự kiện bất ngờ của nửa kia. Có thể bạn sẽ muốn thay đổi không gian ngôi nhà hoặc là cách sinh hoạt của các thành viên trong gia đình. Nên nghe lời góp ý của mọi người rồi mới tiến hành nhé. Quý mệnh sẽ có nhiều lời mời mà khó có thể từ chối. Thế nhưng đừng vì thế mà uống rượu bia quá nhiều. Nguyệt lệnh lâm bệnh, chủ về bệnh tật, lười biếng khiến sức khỏe của bản thân đã có dấu hiệu sa sút. Đã bao lâu bạn không tập thể dục rồi? Có thể đó là một thói quen trong thời gian ngắn, bạn không thể duy trì cho tới thời điểm hiện tại. Kế hoạch tăng cân hay giảm cân của Mậu Thân lúc này thường xuyên bị phá vỡ vì không theo đuổi chế độ ăn uống đã lên kế hoạch từ trước, thay vào đó là những buổi tụ tập bạn bè để ăn uống. Thời gian này, quý mệnh cũng không nên thức quá muộn, tránh trường hợp mệt mỏi vào sáng ngày hôm sau, khiến cho bạn chẳng thể tập trung làm gì cả. Cẩm nang vượng vận, quý nhân là tuổi Thìn và tuổi Mão, tiểu nhân là tuổi Ngọ và tuổi Tuất, màu sắc may mắn là màu nâu và màu xanh, con số phát lộc là số 58 và số 63. Nhân sinh cảm ngộ. Quý vị thân mến, vận may là những thứ tốt đẹp đến cuộc sống của con người mà ta không hiểu tại sao lại có được. Nó đến với ta một cách bất ngờ, không báo trước, nhưng luôn để lại một món quà cho ta hay mọi người xung quanh. Đó là điều ai ai cũng mơ ước, nhưng không phải ai cũng có được. Trong đời người, có 5 vận may lớn, đó là gặp người thầy giỏi, kết bạn tốt, lấy được người tốt, nghe lời người có ích và nắm bắt cơ hội tốt. Bạn đã gặp được bao nhiêu trong những điều này? Vận may đầu tiên, gặp được người thầy giỏi. Người xưa nói, đắc ngộ lương sư, tam sinh hữu hạnh, có nghĩa là gặp thầy giỏi là phước đức ba đời. Nếu bạn có một người thầy giỏi dạy dỗ, giống như cuộc đời chúng ta có một ngọn đèn soi sáng, điều này sẽ giúp chúng ta thoát khỏi mê mờ và tìm ra phương hướng đúng đắn để bước đi. Trong sư thuyết của Hàn Dụ có câu, sư giả, sở dĩ truyền đạo thụ, nghiệp giải hoặc giã, có nghĩa là người thầy là người truyền đạo, truyền nghề và hóa giải những điều còn mê hoặc cho chúng ta. Cũng có cổ huấn viết rằng, người thầy có thể chia làm 3 cấp bậc, thượng sĩ dạy đạo, trung sĩ dạy đức và hạ sĩ dạy thuật. Khi bạn gặp một bậc minh sư, bạn có thể không còn e ngại gì mà cứ thế học theo, không phải đi đường vòng. Vận may thứ hai, gặp được bạn tốt. Tục ngữ có câu, quen biết 100 người không bằng một người tri kỷ. Một người bạn tốt thực sự chính là người có thể tâm đầu ý hợp với bạn. Họ sẽ âm thầm hỗ trợ bạn khi bạn thất vọng và hết lòng giúp đỡ bạn khi bạn chán nản. Ngay cả khi sức cùng lực kiệt thì họ cũng không bao giờ rời xa bạn mà sẽ luôn ở bên bạn. Cả hai có thể cùng nhau tương giao, cùng nhau bồi dưỡng, cùng nhau thành tựu là điều may mắn lớn nhất trên con đường nhân sinh của mỗi người. Một người bạn tốt là người thấu hiểu bạn, giúp đỡ bạn và cứu bạn. Quãng đời còn lại, bạn sẽ có tri âm tri kỷ để đồng hành. Nó sẽ bất chi bất giác biến đổi cuộc đời của bạn theo chiều hướng tốt đẹp hơn. Vận may thứ ba, nắm bắt được cơ hội tốt. Trong cuộc đời, mỗi người sẽ gặp được vô số cơ hội, có cái không quan trọng và có cái lại rất quan trọng. Việc nắm bắt được hay không sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến vận mệnh của một người. Đại bàng thường mượn sức gió trong những cơn bão để bay vút lên trời cao. Chỉ bằng cách nắm bắt cơ hội, người ta mới có thể giống như đại bàng cưỡi gió, vượt sóng và bay thẳng lên mây xanh. Trên con đường nhân sinh, bạn sẽ gặp rất nhiều thử thách. Những vận may lớn này sẽ giúp bạn vượt qua tất cả. Vận may thứ tư, lấy được người tốt. Có câu nói rằng, vật báu dễ kiếm, người tốt để lấy thì khó tìm. Nếu bạn gặp được một nửa kia tốt, người ấy sẽ cùng bạn đối mặt với những thăng trầm của cuộc sống. Trong tình yêu, cả hai sẽ đồng hành cùng nhau, đi cùng nhau và giúp nhau trở thành con người tốt hơn. Trên đời, khi bạn có thể đồng hành cùng một người tốt, thì bạn sẽ gặp may mắn và phước lành cả đời. May mắn nhất trên đời này là gặp đúng người vào đúng thời điểm. Khi nắm tay một người, từ thanh xuân đến lúc bạc đầu, cùng sống trong một mái ấm, mỗi ngày cùng nhau ăn 3 bữa cơm và cùng nhau trải qua 4 mùa, cuộc sống đơn giản như vậy là đủ an định một đời. Vận may thứ năm, nghe được lời nói có ích. Mọi người thường nói, nghe lời người khôn ngoan còn hơn 5 năm đọc sách. Trong cuộc sống, sẽ luôn có những khó khăn, bạn không thể vì nghĩ không thông mà đi vào chỗ bế tắc. Đôi khi chỉ cần một lời nói có ích sẽ khiến bạn cảm thấy vỡ ra và sáng tỏ thông suốt. Từ đó, những rắc rối cũng được giải quyết dễ dàng và cuộc sống sẽ trải qua những thay đổi kinh thiên động địa. Nghe lời nói có ích sẽ làm bạn tăng thêm trí tuệ, mở rộng tầm nhìn, mở rộng những khuôn mẫu sẵn có trong tư duy.
nó sẽ giúp bạn cải thiện bản thân, cũng là cách đơn giản và hiệu quả nhất để bạn gặt hái được thành công. Vâng, quý vị thân mến, vừa rồi là những chia sẻ rất tâm huyết đến từ ban biên tập chương trình về tử vi tháng 5, 6, 7 âm lịch, năm Giáp Thìn 2024 cho người tuổi Mậu Thân, sinh năm 1968. Minh Đường Tử Vi rất mong rằng quý vị sẽ đón nhận được nhiều may mắn trong tháng mới và làm giàu cho bản thân mình, cho xã hội. Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chi tiết hết video của chúng tôi. Mọi ý kiến đóng góp và thông tin cần được tư vấn hỗ trợ, vui lòng comment ở bên dưới và bình luận. Ban biên tập chương trình sẽ tư vấn và giải đáp miễn phí cho quý vị trong thời gian sớm nhất. Mến chúc quý vị luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.